Hiện tại trên thị trường có rất nhiều bột kích trắng Arbutin 3C3. Mỗi loại phù hợp với từng loại da khác nhau, nên bạn nhớ tìm hiểu kỹ để mua đúng loại hợp với da bạn mới không bị tác dụng phụ như kích ứng da, gây ngứa đỏ da. Chưa kể là có nhiều loại hàng giả khác nhái theo hàng chính hãng nữa, nên bạn nhớ cẩn thận nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Có nhiều mẫu mã bột kích trắng Arbutin 3C3 khác nhau, mỗi loại thích hợp với từng cơ địa da nữa. Có hai màu phổ biến trên thị trường Việt Nam là loại màu trắng và màu hồng. Loại màu trắng giúp trẻ hóa làn da toàn thân với công thức làm trắng da, rất phổ biến được nhiều người sử dụng. Loại màu hồng giúp tăng độ trắng hồng hào, se khít lỗ chân lông mịn màng cho làn da. Kem này phân loại theo trọng lượng là 200g, 250g. Khách mua loại nào cũng được, chất lượng giống nhau. Mua thử thì hũ nhỏ xem hợp không, hợp thì mua hũ lớn rẻ hơn nhé. Ngoài thị trường hàng giả nhái nhiều lắm, nên bạn nhớ tìm hiểu kỹ trước khi mua hàng nhé. Bột kích trắng Arbutin 3C3 hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán bột kích trắng Arbutin 3C3 hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.